Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin nghịch lý đầu tư công tắt nghẽn nhưng bội chi khủng, túi tham nhà quan hứng tiền thác lũ. Đầu tư công là một phần không thể thiếu của chính sách tài khóa, nó là công cụ điều tiết nền kinh tế bên cạnh chính sách tiền tệ của ngân hàng nhà nước. Ở Việt Nam, đầu tư công của doanh nghiệp nhà nước là hai đầu tàu dẫn dắt nền kinh tế, theo dự tính của chính quyền Đảng Cộng sản là như thế. Trong khi đó, tại các nước tự do thì chỉ có phần đầu tư công thực hiện vai trò dẫn dắt nền kinh tế, còn phần doanh nghiệp nhà nước thì rất hạn chế. Đầu tư công bị nghẽn phải lập tổ công tác thông tắc dòng tiền. Báo chí nhà nước luôn được chỉ đạo là phải ca tụng hết lời những chính sách của Đảng và nhà nước. Tuy nhiên, trên thực tế thì những công cụ mà chính quyền dùng để điều tiết nền kinh tế đã và đang tỏ ra thiếu hiệu quả. Khối doanh nghiệp nhà nước hiện nay đang là gánh nặng cho nền kinh tế hơn và giữ vai trò dẫn dắt. Việc phân bổ đối xử trong chính sách cả trên thị trường vốn và thị trường hàng hóa dành cho khối nhà nước lâu nay như là cách mà nhà nước Việt Nam bòn nơi khố rách đãi nơi quần hồng. Mọi sự yếu kém của khối này đều dẫn tới cái kết chung, đó là khoan vào sức dân để cứu doanh nghiệp nhà nước làm ăn bết bát hết năm này qua năm khác. Nguồn tiền đầu tư công của chính phủ cũng là một vấn đề. Hiện nay, từ trung ương đến địa phương, vốn đầu tư công đều bị tắc nghẽn nghiêm trọng. Nguồn tiền đầu tư công là một kênh bơm tiền ra thị trường, đồng thời nó cũng là nơi giải quyết việc làm cho lao động lẫn doanh nghiệp. Bởi một khi trúng thầu dự án thì không những nhà thầu thi công, mà cả những nhà thầu cung cấp cho dự án cũng có thể nuôi sống doanh nghiệp của mình. Kéo theo đó là hàng ngàn người lao động Việt Nam có việc làm, có thu nhập, dẫn tới chi tiêu cũng tăng lên. Một khi nguồn đầu tư công bị tắc nghẽn, thì cả một dây chuyền bị tắc nghẽn theo. Đấy là dấu hiệu xấu cho nền kinh tế của đất nước hiện nay. Vì vốn đầu tư công bị tắc nghẽn vào hồi tháng 3 vừa qua, ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã phải ký quyết định thành lập 5 tổ công tác để mà kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công vào năm 2023 tại các bộ, cơ quan trung ương và địa phương. 5 tổ này do các ông như Trần Lưu Quang, Phó Thủ tướng, Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng, Phạm Hồng Hà, Phó Thủ tướng, Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Hồ Đức Phước, Bộ trưởng Bộ Tài chính làm tổ trưởng. Bộ Quốc phòng, nơi có nguồn ngân sách lớn nhất của chính phủ, cũng đang bị nghẽn. Tuy đã thành lập đội quân tháo gỡ điểm nghẽn hùng hậu, nhưng vì điểm nghẽn quá nhiều và không thể tháo gỡ từ nguyên nhân nên tháo không được bao nhiêu cả. Được biết, Bộ Quốc phòng là nơi cung cấp ngân sách lên tới 150.000 tỷ đồng cũng đang bị nghẽn dòng tiền đầu tư công. Kết quả là ngày 12 tháng 10, ông Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Việt Nam đã phải làm việc với các cơ quan đơn vị về công tác giải ngân vốn đầu tư 9 tháng đầu năm 2023. Có một nghịch lý rất khó hiểu là đấy là vốn đầu tư công thì bị tắc nghẽn khắp nơi, nhưng ngân sách trung ương thì lại bội chi khủng khiếp. Thông thường khi Quốc hội duyệt chi ngân sách dựa trên dự toán cho năm sau, còn số dư quyết toán luôn được khống chế ở mức thấp. Tuy nhiên, dù dòng vốn đầu tư công đang bị tắc nghẽn nhiều nơi, nhưng bội chi vẫn đang rất lớn. Năm 2023, bội chi ước tính là hơn 4% GDP, trong khi đó năm 2022, bội chi ở mức 3,6% GDP. Một khi ngân sách bị bội chi, thì bằng cách này hay cách khác, nhà nước cũng sẽ phải khoan vào túi người dân để mà lấy tiền bù vào mà thôi. Đầu tư công bị nghẽn nhưng ngân sách bội chi khủng. Vậy câu hỏi đặt ra là đồng tiền này đã chảy đi đâu và nó rất nhiều. Dòng vốn đầu tư công bị tắc nghẽn mà ngân sách vẫn bội chi khủng, đây là một nghịch lý. Vậy tiền đã chảy về đâu? Vì chính quyền này không minh bạch nên người dân không biết được dòng tiền thực sự chảy đi đâu cả. Tuy nhiên, có thể phán đoán một lượng lớn ngân sách đã chảy vào túi tham không đáy của các quan chức từ trung ương cho tới địa phương. Lương quan chức là đồng lương chết đói, nhưng quan chức nào cũng dư tiền xây biệt phủ, mua ô tô cho con cháu đi du học nước ngoài với kinh phí mỗi năm hàng trăm nghìn đô la, và thậm chí là mua quốc tịch ở nước ngoài để dự phòng khi chạy trốn.
Số tiền bị quan tham gặm nhấm rất khủng khiếp. Đất nước này bị sâu mọt gặm nhấm sạch, mà sâu mọt đấy là ai ngoài đảng? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Nghịch lý đầu tư công nghẽn nhưng bộ chi khủng, túi tham nhà quan hứng tiền thác lũ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Kho đạn trái phiếu đang đợi mồi lửa. Vào năm ngoái, thị trường trái phiếu doanh nghiệp chao đảo với hai vụ bắt bớ lớn, đó là Trương Mỹ Lan và Đỗ Anh Dũng. Hiện nay các trái chủ, mà đúng ra là khổ chủ, đến nay vẫn chưa thu hồi được đồng vốn nào. Nhà đầu tư trên thị trường cổ phiếu thì lời ăn lỗ chịu, bởi đây là hình thức góp vốn. Còn nhà đầu tư trên thị trường trái phiếu thì không phải như vậy. Họ là những người cho doanh nghiệp vay nợ. Cho nên dù công ty làm ăn thua lỗ thì vẫn phải đảm bảo hoàn trả cả vốn lẫn lãi theo cam kết. Năm ngoái khi ông chủ Tân Hoàn Minh bị bắt thì thị trường trái phiếu đã phơi ra những lỗ hổng khổng lồ của nó. Trò chơi của các đại gia bất động sản bao lâu nay vẫn theo thói quen, vay trước rồi tính sau. Các đại gia bất động sản và nhà đầu cơ kéo bè kéo cánh rồi lập dự án mua đất nông nghiệp giá rẻ, đem phân lô rồi đẩy giá lên cao để mà bán kiếm lời. Cho nên khi vay nợ của đại chúng, hầu hết các đại gia nghĩ rằng cứ vay trước rồi dùng chiêu trò đẩy giá kiếm lời, rồi lấy đó để thanh toán cho các trái chủ. Tuy nhiên khi thị trường bất động sản đóng băng kéo dài mà giá nhà đất lại neo ở mức quá cao, khiến cho khách hàng thực thụ không với tới được. Do đó khả năng tan băng bất động sản là vô cùng khó khăn. Hiện nay dù có giảm giá đến 30% thì vẫn còn rất cao so với thu nhập trung bình của người dân Việt Nam. Mà người dân phải mất đến 57 năm để lao động không ăn không tiêu mới có thể mua được căn nhà nhỏ cho mình. Với mức giá bất động sản như hiện nay thì khách hàng thực sự đang ít dần vì đơn giản là họ với không tới được. Một khi khách hàng thực sự ít dần thì khả năng thị trường đóng băng sẽ lâu hơn dự đoán, bởi thị trường nào cũng cần có những tiêu thụ đầu cuối. Trò chơi làm nhà rồi bán sang tay kiếm lời đã làm nên một thị trường méo mó. Vì sang tay qua nhà đầu cơ nên nhà đất cứ bị đẩy giá lên cao cho đến khi tới tay người dùng thực sự thì giá nó đã quá cao rồi. Cho nên mới có tình trạng có những khu nhà, dự án bị bỏ hoang vì không bán được, trong khi đó người dân thì vẫn thiếu nhà để ở. Hàng loạt doanh nghiệp xin khất nợ trái phiếu. Khi có doanh nghiệp bất động sản vay nợ công chúng nhưng hàng thì ế, không đẩy đi được để mà thu hồi vốn thì cả làng ai cũng dính, chứ đâu chỉ có Đỗ Anh Dũng của Tân Hoàn Minh hay Trương Mỹ Lan của Vạn Thịnh Phát. Còn đó những ông lớn cũng phải ôm hàng ế rất nhiều, dễ thấy nhất là Novaland, Phát Đạt, vân vân. Nếu chính quyền cứ tiếp tục khui thêm thì sẽ có rất nhiều đại gia bất động sản phải chịu chung số phận với hai vị đại gia đang ngồi tù kia. Có nhà phân tích cho biết vấn đề của thị trường trái phiếu doanh nghiệp lẽ ra đã nổ vào năm ngoái, nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam dừng tay kịp lúc, bởi nếu chính quyền tiếp tục làm căng cho bắt thêm các đại gia bất động sản thì thị trường trái phiếu sẽ sụp đổ. Bao lâu nay, nhiều đời Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam đã để cho con lạc đà chui qua lỗ kim trên thị trường trái phiếu. Không những trái phiếu mà thị trường cổ phiếu cũng đang gặp vấn đề rất lớn. Khi những Tân Hoàn Minh, Vạn Thịnh Phát bể ra thì người ta mới moi ra lỗ hổng to lớn của thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Đó là lỗ hổng để những doanh nghiệp ba không như không tài sản đảm bảo, không xếp hạng tín nhiệm và không bảo lãnh thanh khoản. Điều này đem lại rủi ro rất lớn cho các nhà đầu tư. Phát hành trái phiếu để vét tiền nhà đầu tư nhưng lại không có gì để đảm bảo nghĩa vụ phải trả nợ. Không có ai kiểm soát và kiểm tra, giám sát. Được biết, số lượng doanh nghiệp 3-0 trên thị trường trái phiếu rất lớn, nên có thể nói đây là một kho bom, chỉ đợi một mồi lửa là sẽ phát nổ. Hiện nay, Đảng Cộng sản không dám khui thêm những doanh nghiệp dạng này,
bởi nếu khui thêm thì e rằng thị trường trái phiếu sẽ ngã theo hiệu ứng domino. Thông tin mới đây cho biết đã có 50 doanh nghiệp đến hạn thanh toán trái phiếu với tổng số nợ đến 95.000 tỷ đồng nhưng không có khả năng thanh toán và đang xin khất nợ. Đáng nói là trong số này có cả Novaland. Nếu nhà nước vào cuộc thì có thể 50 ông chúa trộm này sẽ đoàn tụ cùng với Đỗ Anh Dũng và Trương Mỹ Lan luôn. Ngoài ra còn có nhiều ông khác mất khả năng trả nợ nhưng vì chưa đến kỳ đáo hạn nên chưa bị lộ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi trên truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm đê với bản tin kho đạn trái phiếu đang đợi mồi lửa. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo chấm đê.